Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình giới thiệu cả nhà mình đất ở dưới quê nha, ở Bình Đức, Bình Lức, Long An nha cả nhà. Các bạn có nhu cầu mua đất ở quê thì về quê mua đất có chủ quyền cầm tay luôn nha. Đây là một nền là ngang 5, dài 20 mét nha cả nhà. Giá rẻ bèo nhèo luôn, có 550 thôi. Các bạn có thích về quê đào ao thả cá, trồng rau trồng giá thì liên hệ cho mình nha. Chủ quyền cầm tay nha các bạn. Đây là cái con đường lộ lớn phía trước mình nè. Từ đây vô miếng đất là 100 mét nữa là tới nha các bạn. Đây con đường lớn, đường này chạy thẳng qua khu du lịch Happy Land nha. Tới cầu Bến Lức là đến. Rồi các bạn nào thích ra về quê thông thoáng gió mát thì liên hệ cho mình nha. Về quê trồng rau trồng mướp, trồng cây thả cha trái. Đây cái con đường lộ, xe hơi vô tới nhà luôn nha các bạn. Đổ đá đồ xong bự cả nhà. Cái đường bự 4-5 mét luôn, bây giờ đang đổ tới cầu rồi. Còn đây là cái nền hướng bên của mình đi về cánh đây thì chưa có đổ, là cũng chuẩn bị sắp qua tới bên mình rồi. Nếu mà nó đổ qua tới bên mình nữa là giá trị sẽ nâng cao lắm nha các bạn. Đây cái đường đi vô nhà mình, từ đây từ lộ này vô trên cái con đường mình 100 mét là tới cái nền đất của mình nha. Còn đây cái đường mình đi ra bự luôn nè, xe hơi lọt vô luôn á nha cả nhà. Đây nha, đây có cái cầu. Đây, đường bên kia là người ta đổ rồi đó, đổ tới cái cầu rồi nha các bạn. Đây là cái con đường mình đi tới miếng đất nha cả nhà. Cái con đường này mình về mình ban mình đổ đá nghe, nhà nước đang làm khúc ngoài, khúc trong này chưa làm tới. Nhưng mà nếu mà làm mà xe hơi thì tới đất luôn nha cả nhà. Ở đây mình có 3 nền mà mình bán hết ra 2 nền rồi, còn 1 nền thôi. Có chủ quyền cầm tay nha. Các bạn mua về là có chủ quyền mình cất nhà ở liền luôn nha. Các bạn nào thích về quê, đây mát mẻ, gió mát lồng lộng. Xung quanh đây thì nhà cũng rất là đông đúc luôn nha. Đây là tới miếng đất của mình. Các bạn có nhu cầu liên hệ cho mình nha. Ngang 5, dài 20. Giá rẻ bèo nhèo luôn. Các bạn mua về là ở luôn, ở đây là có nước điện của nhà nước đầy đủ luôn nha các bạn. Đây là con đường, đây là miếng đất của mình đây. Đây cái nền là phía ngoài nè là ta chuẩn bị về người ta cất rồi nè các bạn. Đây giờ cái nữa là cái nền kế. Tại vì chưa cất cái nên các bạn thấy nó cây cối đồ nhiều nha. Cái mình về mình chặt, mình ấy hết rồi mình giọng cừ, mình đổ đá mình làm thôi. Đây là cái nền kế này mình cũng bán luôn, hai nền này ở ngoài là mình bán. Còn cái nền đi trong đây là còn một cái nền này nữa. Đây là đất ở quê ở Bình Đức. Mình thua xuống dốc cầu Bến Lức Happy Land, khu du lịch Happy Land mình chạy thẳng vô nha cả nhà. Đây là cái nền cuối cùng của mình nằm đây. Có đóng cọc sẵn hết luôn, ngang 5 và 20 nha. Happy Land khu du lịch chạy thẳng vô khoảng 5 cây số nữa là tới miếng đất của mình nha. Giá rẻ bất ngờ luôn, mình về quê thì gió mát nè. Các bạn thích nghỉ dưỡng gì đó, mình về mình cất nhà mình ở. Thả cá đào ao rau cỏ gì đó trồng là về đây là thôi, mát trời luôn. Rồi cả nhà mình có nhu cầu mua đất ở quê thì liên hệ cho mình nha. Đây là cái nền mình là 20 mét, mình đi thẳng xuống có mấy cây dừa nè cả nhà. Đây ba nền là ba cây dừa, một nền sẽ được một cây dừa có trái ăn luôn. Về đây là có dừa sẵn luôn, khỏi phải trồng dừa. Rồi trồng rau, trồng bí gì đó. Đây có mấy cây dừa nè, quá bự luôn rồi đó, trái nhiều lắm nha các bạn. Ở đây thì gần trường học nè.
gần xã, gần chợ luôn. Đi ra từ đây ra chợ chừng 100 mét, 100 mét là tới chợ. Có cái chợ Bình Đức gần sát bên đây luôn. Rồi trường học, phường, xã gì cũng gần hết. Thì từ đây mình về tới Sài Gòn thì khoảng 20 mấy cây số là tới nơi. Đây miếng đất mình là bây giờ nó là chưa cất nhà nên cây cỏ mỉa thì nó lên hơi xanh um. Nhưng mà cái nền phía nhà ngoài là ngày mai là người ta về người ta cất rồi nha các bạn. Mình bán được hai nền rồi còn một nền nha. Nhanh tay thì còn quá rẻ luôn nha các bạn. Rồi các bạn có mua đất ở quê thì xin liên hệ cho mình nha. Rồi đây là có nhà xung quanh luôn, nước điện chánh, nước chánh luôn nghe các bạn. Đây già xuống tới cây dừa dưới đó luôn. Đây là đất thổ cư nha cả nhà, với giá là 550 một nền. Đây mình bán hai nền giờ còn một nền cuối, cả nhà mình có mua liên hệ nha. Đây chưa cất nhưng mà cỏ mỉa thì nó lên thôi. Gia công chứng nhận ngay đất cất luôn. Đây xung quanh là có nhà cũng ở cũng đông đúc lắm luôn cả nhà. Đây là cái con đường mình đi vô đất nha. Cả nhà mình mua liên hệ nha cả nhà, quá rẻ luôn, rẻ bèo, có 550 một nền thôi.